Xin chào mọi người, mình là Kelly. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Mình cảm thấy rất là vui và mình cảm thấy là mình sẽ cố gắng hết sức để chạy. Mình sẽ hóa thân thành một con mèo. Và bài là Queen of Cat, nên là bài này mình muốn shout out cho các chị em của mình, là các chị em trong chương trình luôn. Yes sir. Và mình rất là yêu các chị em, là mình sẽ rất là vui khi mà mình được lên và trình diễn bài rap này. Đón xem siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần, chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Em bảo là không tin là được vào luôn, mà chính bản thân mình cũng không tin là được vào, nên là mẹ bảo là cố gắng thôi. Vào được đến đây rồi thì lao theo lao, cố gắng hết sức thôi. Đối với mình thì rap Việt mang ý nghĩa là một sân chơi vô cùng bổ ích, và là một nơi mà giúp mình tốt lên rất là nhiều, trải nghiệm rất nhiều thứ và gặp được những người bạn mới, những người anh em mới. Rap Việt tuyệt vời. Rap Việt. Và mình rất cảm ơn mọi người vì đã đồng hành và yêu thương mình suốt quãng chặng đường vừa qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều và rất là yêu mọi người. Và mọi người ơi, hãy bình chọn cho mình về mã số 03 duy nhất trên ứng dụng VR nhé. Mình chọn đây quán quân Rap Việt để có cơ hội trúng giải thưởng giá trị đến từ Samsung. Một giấy đặc biệt gồm một điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, một tai nghe Galaxy Buds 2 và nhiều giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị 200 triệu đồng và ví điện tử ZaloPay, cùng quà tặng áo phụ kiện V-Shop. Một giải nhất 10 triệu đồng, 5 giải nhì mỗi giải 2 triệu đồng, 10 giải ba mỗi giải 1 triệu đồng và 17.000 giải khuyến khích. Hãy bình chọn bằng cách tải ứng dụng Vion, nhấn vào nút bình chọn Rap Việt 2021, bắt đầu bình chọn quán quân Rap Việt 2021 và dự đoán số lượng bình chọn giống bạn. Đừng quên đăng ký ngay ví điện tử ZaloPay để nhận ưu đãi 1 triệu đồng và mua gói VIP chỉ với 19.000 đồng. Cổng bình chọn được mở vào 22 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2022. Tham gia ngay Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G.